Quá trời phải mì luôn rồi. Dữ dằn lắm. Chết luôn. Dính nổi qua ngoài hai quận á. Nó mú quá trời luôn. Quá trời. À. Cái dài bằng chú ba luôn rồi nè. Cái lạc này có thể là gần 2 mét cả nhà. Cái này gần cỡ 3 kg gì chạy. Con này cũng nhỏ chứ không bự. Không bự, không bự. 3 kg gì. Con này theo như vậy mình thái rồi mình nhúng hoặc là mình nấu cái canh chua gì á là nhúng đây nhúng là cỡ 5 người nhậu làm khẻ nghe luôn nha cả nhà. Chưa ăn. Ừ, ăn cái đít không à. Ngon dữ lắm, ngon. Cái càng thịt nó ngọt dữ lắm luôn. Đó giờ chưa ăn nào chưa á. Ôi giờ mình thả cũng đâu được đâu ta. Nó chui con này cũng chui sống nó đâu có sống gì. Thả đi. Đây nước sống ở nhà, lên trên đây nước sống. Đang lụm mực chút xẻ. Nguyên cái cục mực trên này nó tiêu, nó dồn không tiêu rồi. Nguyên khúc luôn. Đây à, lên trên mũi là nhảy sống chơi cả nhà.
Mỹ ăn cơm quá à. Bắt con cá thu nấu mì ăn cả nhà ơi. Dày rất là giống luôn. Dày hôm nay súng rất là to. Ăn mì cả nhà ơi. Đây đây. Cho cả nhà xem những cái lượng sống vô tình. Ôi là trời nè. Đó, ở nhà nhìn thấy không? Sống rất là khủng khiếp luôn nha. Rồi vô rồi. Nổi ốc quá trơn cả nhà. Thôi bây giờ em đi thái cá ra em nấu mì ăn cả nhà. Bữa nay không ăn cơm, ăn mì. Khi trời mưa nè các bạn, cả nhà thấy không? Khi trời giông mưa là mấy anh em thì mạnh ai nấy lo nha. Mọi người tô đó. Còn ai ăn thì múc ở trong. Trời giông mưa không có dọn ra ngoài trước ăn được. Em nào có ăn đó thì mỗi người với tô vậy. Cái gì? Hả? Bỡ ơi. Bỡ ăn cái thao nè. Ờ, chồng cái thao nè. Ăn nó chạy rồi đã nhảy không? Bỡ thứ rồi. Cô Nam thì đang mì với em.
quay vô nhà xem chiếc tàu đực cảnh nó nhảy sóng như thế nào, nhưng mà giờ không có cái máy phóng to, lượng sóng rất là lớn luôn. Cái máy nè, cái ống bô đang chạy nè, rất là ồn luôn nha. Đó, ống bô đang chạy á, cái nhà thấy không, nó chạy xuyên suốt dù chi chạy hoài đó. Thôi bây giờ em lên trên ngủ cái nhà, em lại cả nhà.